ngày 23 tháng 10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre cho biết đã nhận được báo cáo vụ việc học sinh của trường Trung học phổ thông An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đánh hội đồng bạn trong lớp gây xôn xao mấy ngày qua. Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng 17 tháng 10 tại trường Trung học phổ thông An Thới, huyện Mỏ Cày Nam trong giờ ra chơi. Nhóm học sinh đánh bạn là 3 nam sinh lớp 10 gồm NTG, NVN và PVT. Học sinh bị đánh là em HKD học cùng lớp. Sự việc được một học sinh trong lớp quay phim lại rồi tung lên mạng khiến nhiều học sinh và phụ huynh bất bình. Theo hình ảnh từ video, giờ ra chơi, em HKD đang ngồi tại bàn học thì 3 nam sinh trên đi lại gần bàn của D để nói chuyện. Sau một lúc trao đổi qua lại, nhóm nam sinh bất ngờ lao vào hành hung khiến D ngã xuống sàn. Chưa dừng lại, một trong 3 nam sinh còn nhảy lên đạp vào người D khiến nạn nhân không thể ngồi dậy. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, ngay sau khi em D bị đánh, nhà trường đã đưa em đến bệnh viện khu vực Cù Lao Minh, huyện Mỏ Cày Nam để kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Kết quả kiểm tra cho thấy HKD bị chấn thương phần mềm và được xuất viện vào ngày 18 tháng 10. Nhà trường sau đó đã mời phụ huynh và 3 nam sinh đánh bạn đến để phối hợp giáo dục và yêu cầu phụ huynh các em cùng nhà trường giáo dục, khuyên răn các em. Cùng ngày, phụ huynh và 3 nam sinh này đã đến thăm em HKD tại nhà riêng, sau đó gia đình các bên đã đồng ý hòa giải.